Tháng 8 âm lịch, hất cẳng cô hồn, hai con giáp bỗng trúng số cực đậm, đổi đời bất ngờ, khổ mấy cũng giàu to. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị, như vậy là khi mà quý vị xem được video này là đế cũng đã đến những cái ngày cuối cùng của cái tháng 7 âm lịch, cái tháng mà được gọi là cái tháng cô hồn. Và bước sang cái tháng 8 âm lịch là cái lúc mà chúng ta giải thoát khỏi tháng cô hồn. Và trong đó sẽ có hai con giáp hất cẳng cô hồn, biến mình đổi đời giàu to, khổ mấy cũng sẽ trúng số đổi đời. Vậy thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, cuộc đời của mỗi con người đều có những cái lúc thăng, lúc trầm khác nhau. Có khi gặp may mắn trúng số liên tiếp ở nhà lầu xe sang, nhưng lại có những người lại gặp vất vả khốn khó trăm bề, nợ nần thì chồng chất. Quả thật rất là khó để có thể biết trước được điều gì, khó có thể biết trước được ngày mai sẽ ra sao. Tuy nhiên, tiên tri để biết trước tương lai không phải là một cái điều mà hoàn toàn không thể. Và khi quý vị hữu duyên đến với video ngày hôm nay, nghĩa là mệnh số của quý vị đã được định sẵn để biết trước những cái thay đổi lớn trong thời gian sắp tới. Theo luận giải chính xác 100% của các bậc thầy tử vi chuyên gia tâm linh học số 1 phương Đông cũng cho biết, có hai con giáp cuộc đời định sẵn sẽ trải qua không ít những khó khăn, làm ăn thì thất bát trăm bề, chăm chỉ đấy mà tiền thu về cũng chẳng được bao nhiêu. Tuy nhiên, bước sang cái tháng 8 âm lịch, tháng Quý Dậu này, thì được hỷ thần xuất hiện mang lại nhiều cái niềm vui, may mắn cứ ổ ạt kéo đến. Lại có được thần tài phù trợ, mang đến cơ hội phát tài bùng nổ, gia tăng cái thu nhập, cuộc đời bỗng phất lên như diều gặp gió, tiền bạc thì nhét chật kho. Nếu mà bản mệnh biết được những điều này thì đảm bảo giàu lại càng giàu lên hết phần của thiên hạ. Vậy thì những cái cơ may nào sẽ đến với hai con giáp này và con giáp nào là con giáp có cơ hội trúng số đổi đời? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những cái phân tích chi tiết của Tử Thông trong chương trình ngày hôm nay. Và trước khi đi vào phần luận giải chi tiết, quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và bấm vào cái biểu tượng chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình, để quý vị luôn cập nhật những cái video mới nhất từ Tử Thông quý vị nhé. Thưa quý vị, nói chung ý, để xét về cái vận may trúng số thì trong cái vận may về tử vi ý, về bát tự ấy, nó có một cái vận cực kỳ tốt, đó chính là cái vận thiên tài. Đó. Thiên tài là cái đại diện cho những khoản tiền ngoài ý muốn, tức là gì, cái trúng số là cái mà chúng ta chỉ cầu may thôi, chứ còn để chắc chắn thì không ai có thể, đúng không ạ? Và có thể nó không làm thì vẫn có ăn, thì đó chính là cái vận thiên tài. Thiên tài nó chỉ những cái việc không thể công khai, không thể minh bạch. Nó đại diện cho cái giá trị của tiền bạc, cũng là gì, lúc nhiều lúc ít. Và trong cái tứ trụ ấy, khi mà đến cái vận thiên tài thì có thể sẽ phất lên như diều gặp gió, trong một cái khoảng thời gian cực ngắn cũng có thể kiếm được một số tiền to. Trong là số tứ trụ của một người, do vì có nhật chủ nó suy nhược, khi mà số mệnh đến cái vận thiên tài thì sẽ có được một khoản tiền lớn chỉ trong một vài ngày, đặc biệt là trong cái tháng 8 âm lịch tới đây. Lấy ví dụ một người làm phục vụ thì tiền công của anh ta hàng tháng được xem là chính tài, còn cái tiền bo, tiền hoa hồng được khách hàng bo cho ấy, thì được gọi là thiên tài. Hoặc là một số vị quan chức hối lộ thì cái nguồn thu này chính là thiên tài quý vị nhé. Thưa quý vị, thực ra ấy, thì trong ngắn hạn thì tiền có thể chảy vào, nhưng mà quan trọng nhất là trong trò chơi vận mệnh tiền bạc thì nếu như mà quý vị không đủ sức trở thành ông chủ của đồng tiền về mặt trí tuệ hay là bản lĩnh, mà chỉ ăn may thì sớm muộn gì quý vị cũng sẽ trở thành nô lệ của nó mà thôi. Khi mà tài lộc nó rời đi, thậm chí quý vị còn mắc nợ khủng khiếp hơn là trước đó rất là nhiều, vì ảo tưởng vào sức mạnh của mình, tưởng rằng mình giỏi giang thông minh quý vị nhé. Đó. Vậy thì trong thời gian này, khi mà được cái thiên tài chiếu vận ấy, lỡ có cơ hội trúng số đổi đời thì quý vị hãy sống thật bình thản, thật là gì, hòa nhã nhé, chứ đừng có mà lại đam mê quá vào những trò cờ bạc đỏ đen thì tiền có núi cũng sẽ tiêu hết. Đó. Vậy thì trong cái tháng 8 âm lịch, con giáp nào được thiên tài chiếu mệnh và có cơ hội trúng số đổi đời? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, chúng ta biết đấy, cái thiên tài chúng ta tính theo cái thiên can. Tháng 8 âm lịch nó là tháng Quý Dậu, đúng không ạ? Quý Dậu, quý là ngũ hành thuộc thủy. Thủy thì sẽ bị thổ nó khắc, đúng không ạ? Thổ thì chúng ta có Mậu và Kỷ, như vậy tất cả những người có thiên can Kỷ, tức là những người có đuôi năm sinh là số 9 ấy, thì sẽ được cái thiên tài chiếu mệnh. Thiên tài chiếu mệnh dễ có cơ hội trúng số đổi đời. Vậy thì đó là những con giáp nào chúng ta cùng xét này. Đầu tiên đó là những người tuổi 1949. 1949 là tuổi Kỷ Sửu, có ngũ hành thuộc hỏa.
Tiếp theo là Kỷ Mão là 1999. Có ngũ hành thuộc Thổ. Kỷ Tỵ là 1989. Ngũ hành thuộc Mộc. Kỷ Mùi là 1979. Ngũ hành thuộc Hỏa. Tiếp theo là đến Kỷ Dậu là 1969. Ngũ hành thuộc Thổ. Cuối cùng là gì? Kỷ Hợi đúng không ạ? 1959. Có ngũ hành thuộc Bình Địa Mộc. Đó. Đó là những con giáp dễ có cơ hội trúng số đổi đời do gặp cái vận thiên tài. Vậy thì chúng ta cùng xét xem là trong những con giáp này tuổi nào là tuổi may mắn nhất. Thì chúng ta biết tháng 8 âm lịch nó là tháng Quý Dậu đúng không ạ? Quý Dậu ngũ hành thuộc Kim. Kim thì sinh yêu thủy, vậy nên những ông nào mệnh thủy thì sẽ là người may mắn nhất. Nhưng mà trong này không có người nào mệnh thủy cả. Thứ hai là gì? Kim tỷ hòa với Kim, mà trong này cũng không có người nào mệnh Kim. Thứ ba là gì? Hỏa khắc Kim, tức là những người mệnh Hỏa sẽ khắc được Kim, khắc được ngày, đâm ra là sẽ được may mắn. Và những người mệnh Hỏa chúng ta có 1949 là Kỷ Sửu và 1979 là Kỷ Mùi. Như vậy là những người tuổi Kỷ Sửu sẽ may mắn hơn nhá. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Kỷ Mùi là con giáp may mắn thứ hai. Đó. Tiếp theo chúng ta xét đến những người Kim này, Kim thì được gì? Được Thổ sinh cho. Vậy nên là những người 1999 Kỷ Mão và Kỷ Dậu cũng sẽ may mắn, đúng không ạ? Kỷ Dậu sẽ xếp vị trí số 3 và Kỷ Mão sẽ xếp vị trí số 4. Tiếp theo cuối cùng là những người tuổi Kỷ Tỵ và những người tuổi Kỷ Hợi, thì những người tuổi Kỷ Tỵ sẽ may mắn hơn, nó xếp vị trí số 5 và những người tuổi Kỷ Hợi xếp vị trí số 6. Đó. Nói chung ấy, trong thời gian này thì nhìn chung ấy, con giáp dễ có cơ hội trúng số đổi đời đầu tiên không ai khác đó chính là những người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949. Nó nằm trong top 1 của những con giáp thiên tài. Vậy nên là nó là con giáp dễ có cơ hội đổi đời giàu to nhất. Đó. Và trong thời gian này thì nói chung những con giáp, ví dụ như là những người 1999 Kỷ Mão và 1969 là Kỷ Dậu ấy, thì tuổi Kỷ Mão và tuổi Kỷ Dậu thì cũng được cục diện gì? Thổ Kim tương sinh, nhưng nó lại là sinh trong người lệnh, sinh xuất, vậy nên là cũng khá là mệt mỏi, đúng không ạ? Nói chung là vẫn được việc đấy, nhưng mà cái này thì nó cũng sẽ khiến cho quý vị cảm thấy mệt mỏi, chán nản, đôi khi phải nỗ lực, cố gắng hết sức thì mới được cái thiên tài nó đến. Bên cạnh đó thì còn những người nữa là những người mệnh mộc, đó là tuổi 1959 Kỷ Hợi và 1989 là Kỷ Tỵ. Thì hai tuổi này cũng gặp khá nhiều cái khó khăn. Đấy, do là bị cái ngũ hành nó khắc Kim khắc Mộc mà bị lưu niên nó khắc thì cũng phải mệt mỏi và chật vật lắm mới có thể vượt qua được. Vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái sự may mắn cho mình thì quý vị hãy luôn nhớ nhá, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những con giáp may mắn này nhé quý vị nhé. Đó là cái vận đầu tiên. Đó. Vậy thì con giáp may mắn thứ hai dễ có cơ hội trúng số thì sẽ là tuổi nào? Đó. Thì quý vị biết ấy, ngoài cái vận thiên tài chúng ta còn một cái vận nữa, đó là cái vận gì? Cái vận thần tài đấy. Cái vận thần tài hay là người ta vẫn còn gọi là cái sao lộc tồn. Đó. Cái sao lộc tồn hay còn được gọi là cái sao thiên lộc. Đấy. Nghĩa là gì? Tức lộc từ trời. Đấy. May mắn trời ban. Cái sao này mang lại cái may mắn và cái tài lộc. Mang lại cái phúc thọ cho mọi người khi nó xuất hiện ở bất cứ đâu. Đấy. Tuy nhiên cái sao lộc tồn nó có sự khác biệt, đó là gì? Nó đến và nó đi cũng sẽ bình ổn hơn là cái vận thiên tài. Những người mà có sao lộc tồn chiếu mệnh, nói chung ấy thì họ cũng sẽ là những người thông minh hiểu biết. Trong giai đoạn này họ có khả năng tổ chức công việc một cách hợp lý. Họ cũng rất đáng tin cậy và có một cái trái tim nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khác. Thì ngoài ra, trong thời gian này, những người mà gặp vận lộc tồn nó chiếu mệnh ấy, thì họ cũng cẩn thận tỉ mỉ, có khả năng quan sát, quản lý tài chính rất là tốt. Họ biết cách tiết kiệm và chi tiêu một cách là sáng suốt. Đó là cái lý do mà họ thường trở nên giàu có. Tuy nhiên, có những cái trường hợp nếu mà họ cùng kết hợp với cái một vài cái sao khác như là cô quả, sao đầu quân hay là vũ khúc thì lại trở nên là gì? Hơi keo kiệt, hơi buồn xỉn. Đấy. Thưa quý vị, với cái tính cách ôn hòa của mình ấy, thì người gặp cái vận lộc tồn này thì thường là những người điềm đạm nhẹ nhàng. Họ không vội vàng và thường là không thích cái sự hấp tấp. Đôi khi họ có thể hơi sa sút và không tự chủ trong một số cái tình huống. Tuy nhiên, khi có một cái môi trường tốt, cái khả năng phát triển của họ cũng sẽ nâng cao và ngày càng nhạy bén hơn. Đó.
Vậy thì những người nào sẽ gặp cái lộc tồn, cái sát thiên lộc, cái vận thần tài trong ngày hôm nay? Chúng ta cùng xét nhé. À, thưa quý vị, những người mà gặp cái sát thiên lộc ấy, đúng không ạ? Thì chúng ta sát thiên lộc chúng ta thính được địa chi. Địa chi thì chúng ta có dậu là lộc của những người có thiên can là tân. Vậy nên tất cả những người có thiên can tân, tức là nguyên năm sinh là số 1 thì sẽ được cái vận lộc tồn được ghé thăm. Và những người có thiên can tân bao gồm tuổi sau này, 1961 là tân sửu đúng không ạ? Là ngũ hành thuộc thổ. 1971 tân hợi ngũ hành thuộc kim. 1981 tân dậu ngũ hành thuộc mộc. 1991 tân mùi ngũ hành thuộc thổ. Và 2001 tân tỵ ngũ hành thuộc kim. Cuối cùng là tân mão là 1951 ngũ hành thuộc mộc. Đó là những cái con giáp mà được thiên tài chiếu mệnh. Vậy thì trong những con giáp này tuổi nào là tuổi may mắn nhất thì chúng ta lại phải dựa vào cái ngũ hành đúng không ạ? Tháng Quý Dậu ngũ hành thuộc kim, kim sinh thủy, trong tất cả con giáp này không có tuổi nào mệnh thủy. Thứ hai là gì? Quý Dậu là kim, kim thì tỷ hòa với kim. Vậy đây là những người tuổi 2 đến 1 tân tỵ sẽ là con giáp may mắn đầu tiên. Con giáp may mắn thứ hai là tuổi tân hợi. Đó. Tiếp theo là đến những người có ngũ hành thuộc hỏa, hỏa khắc kim thì không có đúng không ạ? Tiếp đến là những người mệnh thổ thì chúng ta có 1961 tân sửu và 1991 tân mùi, thì những người tuổi tân sửu sẽ xếp vị trí số 3, tân mùi sẽ ở vị trí số 4. Và cuối cùng là tân dậu và tân mão thì tân mão ở vị trí số 6 và tân dậu sẽ ở vị trí số 5. Đó. Lý do là những người tuổi 1961 tân sửu may mắn hơn những người tuổi tân mùi là những người tuổi sửu được cục diện là tỵ dậu sửu là tam hợp đúng không ạ? Tương tự như những người tuổi tân tỵ cũng được tỵ dậu sửu là tam hợp. Đó là những con giáp may mắn dễ được cái thần tài chiếu mệnh trong cái tháng 8 âm lịch năm 2024. Đó. Và con giáp may mắn thứ hai dễ có cơ hội trúng số đổi đời không ai khác đó chính là những người tuổi tân tỵ sinh năm 2001. Đó. Nó xếp top 1 của thần tài thì cái cơ hội trúng số cũng rất là cao. Đó. Thưa quý vị, đó là những cái con giáp dễ có cơ hội trúng số đổi đời. Bên cạnh đó còn một cái vận may nữa mà Tử Thông cũng đã nhắc đến trong lúc đầu chương trình ấy, đó chính là cái vận chính tài đúng không ạ? Cái chính tài thì quý vị biết rồi đấy, nó là cái tiền tài thu được thông qua cái quá trình làm việc thông thường của chúng ta. Và nó không có sự đột biến nào lớn. Đấy. Khi mà gặp cái vận chính tài thì đòi hỏi chúng ta phải làm việc, phải có sự tích lũy lâu dài thì mới có được. Vì vậy mà chính tài ấy, nó cũng sẽ không chỉ đơn thuần là cái khía cạnh về tài chính thu được thông qua những cái nỗ lực lao động hàng ngày, mà nó còn chứa đựng những cái giá trị tâm linh, tinh thần sâu sắc. Trong thế giới tâm linh thì chính tài không chỉ là cái quan hệ nhân quả, mà nó còn là cái kết quả của sự cân bằng và hòa mình vào với nguyên tắc linh thiêng, nhân quả tuần hoàn của vũ trụ. Đó. Vậy thì chúng ta cùng xét xem là những con giáp nào gặp được cái vận chính tài nhé. Thì chúng ta biết đấy, quý thủy thì bị gì? Bị kỷ thổ nó khắc là thiên tài này. Như vậy mậu thổ khắc quý thủy thì nó sẽ là vận chính tài. Vậy nên nhờ những người có thiên can là mậu, tức là những người có đuôi năm sinh là số 8 ấy, thì sẽ được chính tài chiếu mệnh. Đấy. Vậy thì đó là những tuổi nào chúng ta cùng xét này. Đầu tiên chúng ta xét là những người tuổi 1948 là tuổi Mậu Tý. Ngũ hành thuộc hỏa. Thứ hai là Mậu Tuất là 1958. Ngũ hành thuộc mộc. Tiếp đến là 1968 là Mậu Thân. Ngũ hành thuộc thổ. Tiếp theo là 1978 là tuổi Mậu Ngọ, ngũ hành thuộc hỏa. Tiếp đến là 1988 là tuổi Mậu Thìn, ngũ hành thuộc mộc. Cuối cùng là gì? Còn 1998 là Mậu Dần, ngũ hành thuộc thổ. Đó là những con giáp dễ có cơ hội trúng số đổi đời, dễ có cơ hội để may mắn trong vận trình tiền bạc. Vậy thì chúng ta cùng xét xem là trong những con giáp này tuổi nào là tuổi may mắn nhất. Đấy thì chúng ta thấy là gì? Quý Dậu ngũ hành thuộc kim, kim sinh thủy, như vậy không có con nào mệnh thủy. Thứ hai là kim tỷ hòa với kim cũng không có. Thứ ba là hỏa khắc được kim. Hỏa thì chúng ta có tuổi 1948 và 1978 thì 1948 Mậu Tý này. Mậu Tý với lại Mậu Ngọ ấy thì hai cái tuổi này mà nó may mắn như nhau. Tuy nhiên Mậu Ngọ trẻ hơn nên là cơ hội sẽ cũng sẽ lớn hơn, đúng không ạ? Tiếp theo là những người có ngũ hành tương sinh, chúng ta là thổ kim tương sinh thì những người tuổi 1968 Mậu Thân và 1998 Mậu Dần. Đó. Thì những người tuổi Mậu Thân sẽ may mắn hơn nhá, nó xếp vị trí số 3. Rất là cục diện là thân dậu tuất tam hội, còn những người tuổi Mậu Dần thì tuyệt là dậu đứng vị trí số 4.
Tiếp theo là những người tuổi 1988 là Mậu Thìn và 1958 là Mậu Tuất, thì những người tuổi Mậu Thìn sẽ xếp vị trí số 5 và Mậu Tuất xếp vị trí số 6. Do là cục diện là Mậu Thìn là cục diện Thìn Dậu nhị hợp. Thưa quý vị, và để được quý nhân tương trợ giúp đỡ mang lại cái vận may về tài lộc cho mình, quý vị cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho mình quý vị nhé. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp dễ có cơ hội trúng số đổi đời nhất trong tháng 8 âm lịch, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có hai con giáp may mắn dễ có cơ hội trúng số đổi đời. Một là những người tuổi 1949 là tuổi Kỷ Sửu. Hai là tuổi 2001 là tuổi Tân Tỵ. Đó là hai con giáp may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay. Và bên cạnh đó thì những con giáp mà có tên trên bảng này thì quý vị cũng là một trong những cái con người cực kỳ may mắn được thần tài trợ mệnh, thần may mắn gọi tên. Vậy nên quý vị có thể hoàn toàn tự hào và yên tâm về cái vận số của mình quý vị nhé. Như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về hai con giáp có cơ may trúng số đổi đời trong cái tháng 8 âm lịch thông Quý Dậu. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin cảm ơn.